Evet. Rất Tausend ist gut. Traurig. No. Xin chào cả nhà. Xin chào. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Tay bé tay em mời cô chú nè. À rồi ba ba để đó rồi con kêu đi. Khoai Tây. Rồi tay ba ba thôi nào, Khoai Tây nói đi. Khoai Tây. Xin chào. Ông bà. Cô chú. Đây là khoai sọ, đây là khoai tây. Sau khi mình gọt vỏ, cắt rửa sạch sẽ rồi mình sẽ bỏ vô rồi. Rồi để mình hầm lên. Bỏ vô một muỗng muối nha, một xíu muối nha. Hầm bằng nồi gì? Nồi áp suất cho nó nhanh. Bữa mua được bịch cá thác lát 400g 65 ơ, vậy tính ra là 15 ơ một ký, cho nên là thấy cũng không có mắc ha. Giờ mình sẽ làm chả cá đổ ra. Hình như là họ xây sẵn rồi. Giờ mình chỉ có là nêm nếm gia vị thôi. Kem. Cá con à, không phải kem. Giờ để trong đá cho nên là nó rã từ từ. Muỗng. Đó, bữa mua được bó rau mồng tơi nè. Bây giờ mình sẽ nấu lẩu để mà nhúng mồng tơi. Trời ơi. Chớp đi đùng, sấm chớp đi đùng. Ngoài trời mà sấm chớp mà rền rền vậy, đi đùng luôn chứ không phải rền đâu. Lâu lâu rền lâu đi đùng. Sấm chớp đi đùng. Sao vậy con? Không hả? Không chịu quay phim bà cô chú à? Tại má không có quay vô mặt nó thì nó nói chuyện ngon lành kìa, cái quay vô một cái là bắt đầu mắc cỡ không chịu. Lại ngủ nữa rồi, thôi 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 má ôm cô lên ngủ nha. Lúc mà ru ngủ thì không chịu ngủ. À thôi má ôm cô tay đi lên ngủ nha. Trời ơi buồn ngủ rồi bà cô chú à. Trời buồn ngủ lắm rồi. Đi lên ngủ má, ôm lên ngủ. Xíu tiêu, xíu bột ớt, xíu tiêu, xíu bột tỏi, xíu đường, rồi mình nêm thêm một xíu nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên làm chả cá. Đây giờ chả cá nó dai rồi à, vô gia vị là chả cá nó dai. Giờ mình sẽ đi dò chiên. Bây giờ được một số chiên chả cá thác lát rồi, giờ mình sẽ đem bỏ vô nồi lẩu. Giờ mình sẽ nêm nếm. Đây nó sôi lại rồi, bây giờ mình bỏ cá thác lát vô nè. Rồi chờ nó sôi lại rồi chín rồi ha. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn lẩu cá thác lát, nấu lại khoai sọ và khoai tây. Mình sẽ nhúng với lại rau mồng tơi và thêm topping đó là đậu hũ, ăn chung với bún và chấm mắm me. Xin mời cả nhà cùng ăn lẩu với lại gia đình Khoai Tây nha. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình Khoai Tây nha. Xin mời cả nhà. Khoai Tây. Tây. Xin mời. Chào nhà. Ăn bà. Ăn bà. Khoai chú. Chú. Ăn bún. Bún. Với Khoai Tây. Với Khoai Tây. Khoai Tây mời ba. Mời ba. Khoai Tây mời má. Mời má.
Rồi bây giờ móng cơm khoai tây ăn trước nha. Đây, củ khoai tây đó. Đây nè, chả cá nè. Này chín rồi. Trời ơi, cái này nó chín rồi lấy không các nha. À, chín rồi cho nên lấy cho khoai tây ăn trước. Đúng. Nêm gì sơ 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 mà ha. Chín cá chín cánh. Một cái là rồi ít trà ha. Một chút thôi thế nào. Một cái là gì? Thế là phu 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 sốt sớm. Nào phu sốt sớm sớm bò. Sốt sớm. Thổi ra thổi ra. Không có nóng đâu mà mày đặt ghê. Mà cắt chả cá ra cho bên tay nha, chả cá dai lắm luôn á, sống không được. Cắt ra. One drum I can get, 500. Này. Đây nè. Coi, coi ăn đi. Thích ăn bún nước lắm bà, cô chú ấy cái chai trăng. Này. Dafür hat er über 2500 Euro. Wirklich? Ja. Gut, Herr. Das geht, ja. Gut, dann bin ich ja jau, dann war gut, du, ey. Ich habe 12 oder 13% plus. Aha. Mal man sehen. Ich habe gar nicht mehr. Cá dai ngon ghê luôn. Gut. Cá dai đã lắm. Ngon quá. Phải tay đồ nóng. Chắc gút. Nè, biết đi. Má khoai tây thích ăn đồ khô ghê lắm. Mà bây giờ đổi qua cái loại này giống như là chị Bình gợi ý, thấy ngon hơn, béo hơn chút. Trà khía khô quá, loại này nước mà. Thôi, it's good. Traurig. No. Ja, super müde. Viel warm, oder? Ja. Ich bin mal froh, wenn der Sommer vorbei ist. Mag den Sommer nicht. Warum nicht? Ja. Nước cũng ngon á. Rất là thơm mùi sọc khoai nha. Má khoai tây á là định là nấu với lẩu cá cắt lát hơi sợ không, nhưng mà hơi sợ còn có xíu à. Bữa mua cũng nhiều mà nướng được khoai tây ăn hết nửa rồi. Cho nên thêm khoai tây vô cho nó nhiều khoai. Để khoai tây ăn bún ăn. Xong mấy lát nữa đút thêm chả cá với lại khoai sọ, khoai lang nữa. Trời ngon ghê luôn. Chả cá thác lát nó giòn, dai ghê hơn. Lần xuân. Mà tính ra là 15 ơ một ký thì nó đâu có mắc đâu. Tại vì cá mà có thể làm chả mà mình mua ở trong siêu thị Đức ấy, nó mắc lắm. Mười mấy hai mấy ơ một ký nữa. Còn mấy cái cá mà nó rẻ hơn thì không làm chả được.
Mắm mì ngon lắm. Nhà qua đây ai cũng ăn mắm mì hết mà không bị gì hết á. Bụng tốt. Ich glaube, ein Tofu esse ich aber nicht viel mehr. Sieht so Tofu besser an, so lass ich mal. Nur für Säure. Das ist aber eigentlich. Khoai tây có niềm đam mê bất tận như bún. Bún nước. Bún nước là ăn. Mà hình như là tại vì con nít nó thích ăn bún nước hay sao. Ví dụ như Julian, con của Kim á, lúc mà khoai tây qua thăm á là nhóc á là 3 tuổi không, gần 3 tuổi, cũng ăn bún nước ghê lắm. Cứ nấu bún rồi xong cái mẹ nấu nước lèo xong đổ vô là nó ăn thôi, cũng không ăn thịt cá vậy hết á, cái bún nước lèo mà tấn tới. Bây giờ tới phim kỳ này viên cho mẹ bún nhé. Không mình xeo bông. Nút lên. Auf Vietnamesisch? Bum. Bum. Nicht bum. Bum. Hồi đó má Khoai Tây có chơi với là một cô người Việt Nam á, cũng có một ông chồng người Đức. Tại có lúc đó ra nhà cô chơi á, là chồng cô đang ở Berlin, cho nên cô gọi cho chồng cô mua một Berlin super hässlich. Mua một thùng bún vàng. Mà cô thì tiếng Đức không có giỏi. Để nói được ba hoặc bẻ thôi à. Nói qua nói lại hồi ổng ở trong đầu dây ổng cứ hả hả. Cô bực cái mình cô chứ bún. Rồi xong. Vậy là mà cũng mua được một bún nha. Muốn đủ ở chung. Đó đó. Với chú xô xinh ý. Super, nicht so schön. Super. Cái nó ngồi. Rồi, sao đã luôn. Gumi sa ta ta. Bỏ thêm. Cá của khoai tây nhé con. Rice. Fish ta 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 fish. 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 Ăn. Die Soße ist so scharf, dann schmeckt man. Ăn mà không không đi cá với là thịt đâu. Forelle? Forelle? Nein, das ist vietnamesisch Fisch, keine Ahnung, wie sagt es auf Deutsch? Gibt es keinen deutschen Namen, kein deutscher Fisch? Vielleicht doch, aber ich habe keine Ahnung. Ich kenne keine vietnamesischen Fische. Muss ich mal schließen. Egal.
Schon alles gegessen. Ich will nicht. Nur die sind immer super schnell weg. Ja. Lòng rồi mới ăn là dùng tay. Có thể ăn đậu hũ không? Cắn cả miếng nè. Rồi, mà để đây nha, thích ăn thì cầm ăn. Đậu hũ. Rồi mới cắt ra cho. Cắt đậu hũ ra cho Phê Tây. Ich bin vorsichtig, es ist scharf. Und die kleinen Fingerchen. Ja, Papa. Tofu. Aua, der will ja nicht mit Papa treten. Aua, hey, der will ja nur treten nicht. Die Rau nehmen wir noch rein. Bitte, der will jetzt. Überall an. Ăn rau, có thể ăn rau không? Ăn rau. Để miếng rau ra cho nó nguội mà ba khoai tây vợt rồi. Lass ist da für Kartoffel so cool. Sehr gut. Sehr gut. Daddy, Daddy cool. Daddy, Daddy is cool. Daddy is cool. Papa khoai tây không có cool ha. Schon als Kind war ich super lame. Als Erwachsener nicht besser. Bà không có ngạo. Aber egal. Die super cool waren in der Schule, das sind die super loser jetzt. Có thể ăn rau hả? Có thể ăn mồng tơi. Có thể kêu đi mồng tơi. Rau. À rau. Đúng rồi, rau á con, ăn đi. Không chịu, phải là không chịu mồng tơi. Trái mồng tơi. Chín tạ tơi. Nó để đây nè, có thể lấy rau ăn. Không chịu ăn.
Má cắt rau. Schneiden. Mama schneidet. Rất thịt cá. Đầu buổi là ein bisschen zu lang. Đầu buổi là chảy tóc gọn gàng rồi ba khoai tây cột lên nữa luôn. Mà vừa cột xong một giây sau là kéo xuống liền. Ich habe gesagt, du hast gerade Fensterbom gehaare gemacht, aber nur eine Sekunde. Schon? Ah, ja. Kartoffel. Kartoffelchen. Kartoffelchen? Nee. Kartoffelchen. Buồn ngủ rồi, hồi nãy buồn ngủ rồi, xong cái ôm lên, xong cái để xuống sofa ngủ, rồi dậy không có chịu ngủ, cho bây giờ buồn ngủ đó. Ich bin dann das mal und dann weg. Genug. Immer noch warm. Hôm qua nãy giờ mất tiền mớ rau luôn. À, buồn ngủ hả con? Mà ôm qua tay ngủ, buồn ngủ rồi, gặp tôi chẳng nhớ. Buồn ngủ rồi. Dann sagen wir goodbye, ha? Und dann... Bây giờ gia đình Khoai Tây tạm thời tạm biệt ông bà cô chú ở đây để mà má Khoai Tây đi rửa ráy với lại thay đồ quần áo cho Khoai Tây rồi Khoai Tây đi ngủ. Cho em buồn ngủ lắm rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Xin hẹn gặp lại những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye, hẹn gặp lại. Khoai Tây. Bye bye. Bye bye. Ông bà. Bà. Cô chú. Chú. Da wäre ich ja nicht dann nicht dagegen. Genau.